Nam Mô Bổn Sư Giá, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2013, ngày 18 tháng 4 âm lịch, năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Là ngày thứ 13, buổi học thứ 33 của chúng ta, học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm, dựa theo luận thư nội dung Vô Thí Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đạo Luân Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Hôm nay chúng ta học hỏi về thiền định, nằm trong chương thứ 9 của bộ nội dung Vô Thí Pháp hoặc là bộ Thắng Pháp Lý Nhất Luận, để cho quý vị học hỏi về cách hành thiền hơi thở mà Đức Phật và Bậc Thánh ngày xưa đã từng tu tập, để quý vị thấy được cái giá trị của Phật thiền, của Thánh thiền, của Như Lai thiền mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Cách hành rất khó chứ không phải là dễ, bởi vì chúng ta muốn đi từ phàm sang thánh, tu tập theo lời Đức Phật dạy, tùy theo căn duyên của chúng ta, tùy theo ba đầu chúng ta, thì chúng ta mới có thể có khả năng đi được đến cuối đoạn đường. Do đó mà vì cái con đường tu tập hơi thở này, vì người ta không hiểu biết, ta tưởng rất là dễ hành, thành ra người ta tưởng là người ta đạt được, cái thực ra rất là khó. Thì để quý vị coi khó như thế nào, quý vị theo dõi cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tứ Niệm, thường gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở Anapanasati, thì bài kinh số 118 nằm trong bộ kinh tập 3 thuộc về kinh Tạng, trong Tam Tạng. Nguyên văn bài kinh nói như sau, sư sẽ theo thông lệ thuyết giảng về nguyên văn, tức là đọc nguyên văn trở lại và chỗ nào cần giải thích, chỗ nào cần chú thích, để cho quý vị có thể hiểu được căn bản của bài kinh này, rồi từ đó quý vị có thể áp dụng và quý vị có thể hành trì theo tuần tự hơi thở, để quý vị nghĩa là tiến tu để thành đạt được cái đề mục hơi thở này. Chư Phật ba đời, dù chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai đều dựa trên cái định niệm Nhập Tức Xuất Niệm ở này để mà thành đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác hay quả vị giải thoát. Thì chúng ta cũng phải theo cái con đường này để chúng ta tu tập. Quý vị theo dõi cái bài kinh "Như vậy tôi nghe", đây là cái câu đầu tiên trong cái tạng kinh. Thường thường có cái chữ "như vậy tôi nghe", tức là lời của ngài A Nan kể lại. Một thời, tức là một dịp nọ, một thổ nọ, tức là cái thời đó để Phật thuyết giảng về bài kinh này. Đức Thế Tôn ở Sa Bắc Thi thành Sa Vệ, tại Đông Viên Tự, ngôi chùa của bà Giảng Đường Lộc Mẫu, ngôi chùa của bà Quý Sa Kha đã xây dựng lên cùng với nhiều vị trưởng lão. Ở đây chúng tôi xài danh từ trưởng lão có thời danh, có danh xưng như trưởng lão Sariputta, Xá Lợi Phất trưởng giả Maha, xin lỗi, tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất tôn giả Maha Mokkalana, Đại Mục Thường Liên tôn giả Maha Kaccayana, Đại Ca Chiên Viên tôn giả Maha Kotita, Đại Kohila tôn giả Maha Kapina, Đại Kiếp Tân Na tôn giả Maha Chunda, Đại Thừng Đà tôn giả Anuttha Analut, tôn giả Rewata Livada và tôn giả Ananda. Đây là cái tiếng âm và tiếng của người Tàu, quen rồi người đọc như vậy đó. Còn tiếng Pali thì chính xác, thì chúng tôi đọc có tiếng Pali chính xác để cho quý vị nghe được, và cũng như là đến tiếng Tàu để quý vị có thể đối chiếu. Cùng với nhiều trưởng lão đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. Ở đây nếu chúng ta dịch là ngài sẽ nói là thượng tọa, thì bây giờ có mấy vị hòa thượng chắc lớn hơn cái thượng tọa này, nên cái danh từ đó chúng ta cũng phải về để chúng ta dịch. Lúc bây giờ các vị trưởng lão tỳ kheo, tức là những vị mà chưa cao tăng đó, khuyên giáo giảng dạy cho các vị tân tỳ kheo, tức là những vị mới tu. Một số thượng tọa, một số trưởng lão tỳ kheo khuyên giáo giảng dạy 10 vị tân tỳ kheo Và một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến dạy giảng dạy 30 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Ở đây theo cái dòng mẫu bây giờ đó, thì người ta cũng dựa theo cái cách thức này mà ta giảng dạy. Tuy rằng nghĩa là cái thiền viện Bảo Ốc là ngày thì Bảo Ốc là viện trưởng, tức là ngày là bậc thầy giảng dạy về thiền, nhưng mà ngài cũng vẫn cho những người đệ tử của ngài, tức là những vị mà thiền sư được ngài chứng nhận, thay mặt ngài có thể giảng dạy một số vị, giống như là giờ ra đây thì chúng ta sẽ giảng dạy một số vị 10 vị, 20 vị, 30 vị, 40 vị gì đó để người ta theo dõi cho những vị đó hành trì và những vị đó trình pháp. Khi mà ngồi hành thiền đó thì quý vị nên nhớ là bắt đầu nếu gì mà miệt mài với cái hơi thở ra vô nơi cái lỗ mũi, bởi vì mà cứ ngồi trụ tâm hoài cho đến một ngày nó có cái pháp thiền hay là cái hơi thở đó quý sẽ tiến, chẳng hạn như hơi thở ra vô dài, thở ra dài, thở vô dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn, hoặc là bắt đầu hơi thở quý vị nó đi thành luồng, nó đi thành quý vị cảm giác được cái hơi thở nó từ chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối cái hơi thở, và hơi thở quý vị an tịnh thân hành, ta từng hơi thở quý vị càng ngày nữa là nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần, im dần đó. Quý vị là theo dõi những cái tiến trình hơi thở tới đâu thì báo cáo cho các vị thiền sư, đệ tử của ngài, nghĩa là thiền viện Bảo Ốc, để mà ta theo dõi, ta biết quý vị đi tới cái mức độ nào để ta chỉ dẫn cho quý vị tu tập tiếp tục cho đến nghĩa là khi nào đó cái ánh sáng sanh lên tâm quý vị, và khi nào đó ánh sáng á, thì bắt đầu nó qua cái giai đoạn mà ánh sáng sanh lên tâm rồi ánh sáng với hơi thở nó sẽ nhập một với nhau, và dựa đến ánh sáng nhập một nhau thì người ta căn cứ cho đó mà người ta phát triển về cái ánh sáng đó, hay phát triển về cái niệm tá đó để người ta nhập định, để người ta đắc được sơ thiền, như thiền tâm, thiền tứ thiền, mà ta tu tập tiến thêm nữa. Thì những vị đó người ta giảng dạy thì các vị trình pháp thì siêu đi qua bên Bảo Ốc, bên cái điện thì thấy là một nhóm vậy. Thì đó thì cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là không thể nào dạy chung một số lượng người được, mà số lượng thôi mà chúng ta tính nghĩa là đây là 40 vị thôi, 4 vị một ngày, mà quý vị coi nghĩa là vị đó có được bao nhiêu thời gian. Buổi sáng người ta có thể dành cho quý vị nghĩa là khoảng 2 tiếng đồng hồ, chiều có khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà không phải 2 tiếng liên tục đâu, người ta cho 1 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi thiền ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi nếu có pháp quý vị trình, hoặc là sau đó người ngồi tiếp tục nghĩa là trình 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đồng hồ bao nhiêu người đó ta trình đó, rồi hoặc là sau cái thời thứ 2 đó thì người ta cho trình pháp. Rồi buổi sáng là nghĩa là nhanh lắm là có hai thời, mà nếu mà cho dù 2 tiếng đồng hồ đi quý vị cứ tưởng tượng 40 người này sắp hàng một người thì nhiều khi trả lời 15 phút chưa xong, có thể nửa tiếng chưa xong để mà chỉ dẫn cho người ta tu tập. Buổi chiều cũng có là 2 thời nghĩa là trình pháp như thế đó. Thì do đó mà khoảng nghĩa là mấy chục người đó là phải nói vị nào mà giỏi lắm là trả lời nghĩa là qua một cái đó là vài phút, đó là xong, vài phút cái xong, để cho mình khi mình nắm được vô. Hay là nhiều khi ông thầy Bảo quá đây kinh nghiệm, tại vì thiền viện sẽ mở cái khóa thiền này coi như là trên 6 năm rồi, chưa thấy cái kinh nghiệm đó. Chẳng hạn như thầy thiền sư nói thấy mình ngồi mà có ánh sáng rồi, bắt đầu nghĩa là để cho ánh sáng này phát triển là mình ngồi bình thường nó chỉ với 1 tiếng đồng hồ thôi, mà nếu mà nó cũng phát triển thì có thể ta cho tăng cường thêm, còn không để ánh sáng với cái hơi thở mà nhập một rồi ta mới cho tăng cường. Đây ra buổi sáng thì cho ngồi tiếng đồng hồ, chiều cho giống như mình ngồi một thời 1 tiếng đồng hồ, buổi sáng có thể ngồi 2 thời, đó là hai thời, tức là ngồi 1 tiếng đồng hồ xong xuôi, mà nếu mà thấy được rồi người ta cho thơ bắt đầu ta tăng 1 tiếng được, người ta tăng đến 2 tiếng, rồi tăng một thời 3 tiếng, rồi ta là 4 tiếng, tối đa ngày cho ngồi 4 tiếng thôi chứ không nhiều. Là để mình mà cho cái tâm mà nó trụ trong hơi thở nó càng sâu chừng nào, nó càng tiến chừng nào đó, theo cái trình tự để đi đến đắc thiền. Thì khi nào cái gì mà tu tập đến thì sẽ cảm nhận vấn đề đó. Và các tăng thọ tỳ kheo đã được các vị trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng về những quả vị cao diệu tiệm thứ thù thắng là chứng đạt. Nên đây tức là mình dẫn đi từng tự, nếu mà về thiền chỉ á, thì dẫn đi cho quý vị từ lúc mà chưa có ánh sáng sang ánh sáng, này có ánh sáng là thành cái ấn chứng, thì gọi là cái ánh sáng về cái hơi thở nhập một chúng ta gọi là ấn chứng cũng được. Từ cái ấn chứng đó quý vị mới dự ấn chứng, quý vị mới tu tập đã đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi có thể người ta cho nghĩa là tu tập đổi được một khác, hoặc là người ta cho tu tập thêm nữa, không vô biên thiền, tức vô biên thiền, vô sở thiền, phi phương thiền. Thì dòng Bảo người ta dạy rất kỹ lưỡng. Sau khi gì mà tu tập mà tứ thiền phát định thì xong rồi, bắt đầu ta cho ta tu tập đến tệ quán, ta cho tu tập đến cái tệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Quý vị mà tu khả năng quý vị tu tới đâu người ta dẫn cho quý vị nghĩa là tu tập đến đâu. Thì khi mà tu tập đến đâu đó thì quý vị thấy rõ ràng trong cái câu văn này Đức Phật nói cũng giống vậy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thù thắng đã chứng đạt. Cái đây là không phải là chỉ giảng dạy cho chúng ta hiểu biết thôi, mà cho hiểu biết là chúng ta mới trên cái pháp học thôi, và dựa trên hiểu biết đó bắt đầu chúng ta tu tập gọi là hành trì. Đó là cái pháp hành. Thì bắt đầu chúng ta hành, chúng ta từng tự trải qua những tầng đó, và trải qua tầng nào coi như chúng ta chứng đắc được tầng đó, giống như mà thành tựu được tầng đó, giống như ta học xong cái bài học và ta lên lớp, và thi ta lên lớp, thi ta lên lớp như vậy. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm và đêm trăng tròn sau ngày tự tứ đang ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo danh dây. Thì Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỳ kheo: ta được thỏa mãn này các tỳ kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn này các tỳ kheo, với đạo lộ này. Do vậy này các tỳ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Giống như vậy chúng ta mới đắc sơ thiện thôi, còn nhị thiện, tam thiện, tứ thiện chúng ta chưa có, bốn tầng thiện vô sắc chưa có, hay là chúng ta mới đắc được thiền chỉ thôi, chưa đắc thiền quán. Thiền hai là chúng ta mới tu tập, mới xong cái phần giới, xong cái phần định, phần tệ chưa có, phần tệ mới xong được cái tệ thứ nhất, là tệ thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, chúng ta tu tập tiếp tục. Và để mà khuyến dạy cho ta tu tập tiếp tục thì Đức Phật nói: do vậy này các tỳ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt gì chưa chứng đạt, để chứng đắc gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ gì chưa chứng ngộ. Đây danh từ mà khác để nói thôi, thì chúng ta tóm tắt vào đó để mà tu tập chứng đắc những cái phần thiện. Ta sẽ ở đây tại thành Sa Thất Đệ cho đến tháng 4 ở Côn Ngô Đí. Đúng ra cái tháng này là tháng 2 chứ không phải tháng 4, tại vì đây căn cứ nghĩa là cái tháng của Ấn Độ nó gọi về từ gọi theo cái lễ này, chứ còn tháng 4 là cái tháng Phật Đản, hay cái tháng mà Quy Sát đó. Những tỳ khưu địa phương được nghe rằng Thế Tôn sẽ ở đây tại thành Xá Vệ cho đến tháng 4 lại Côn Ngô Đí. Thì các vị tỳ kheo tụ họp lại thành sau thi để ý kiến Thế Tôn. Thì các vị nghĩa là quy tụ về để mà học thiền. Tôi thấy Đức Phật có ở lại thì các vị đưa đến đây học. Rồi các vị thượng trưởng lão tỳ kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy các tân tỳ kheo nhiều hơn nữa. Một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo. Cũng có thể nói chúng ta nói những vị mà dạy ít là những vị đó mới đầu, rồi sơ cơ chưa có kinh nghiệm nhiều, thành ra giảng dạy thì nó cũng không mất thời gian nhiều, thì hướng dẫn chỉ có 10 vị thôi. Một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và những tân tỳ kheo được các vị trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thường thắng để chứng đạt. Thì bây giờ chúng ta thấy thường thường một lớp học mà căn bản theo cái tiêu chuẩn quốc tế chừng khoảng 40 vị là chúng ta ở đây là nhiều người rồi. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn, vào ngày lễ Côn Ngô Đí, tức là có thể nói là sau cái nhà Hạ đó, là có thể nó gọi là 4 tháng, đây là 4 tháng đó. Để Đức Phật mà lưu lại cái đoạn văn ở trên mà chúng ta thấy nói như thế này. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ. Ngày tự tứ mà theo cái Đức Phật ngày xưa nó phải ngày tự tứ của chúng ta, của Việt Nam bây giờ. Hiện nay chúng ta theo Tàu tự tứ là ngày rằm tháng 7, chứ còn tự tứ này là ngày rằm tháng 9. Bây giờ nên nhớ cái chỗ đó. Thành ra Đức Phật ở lại cái lễ Côn Ngô Đí tháng 4 này, không tháng 4 đâu, này là tháng 2. Đó là hết cái tháng 2 đó. Nên vào cuối tháng 2 tức là 4 tháng sau. Đức Phật đang ngồi ngoài trời chung quanh cái chúng tỳ kheo danh dây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn chung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỳ kheo: hội chúng này các tỳ kheo không có lời thừa thãi, hội chúng này các tỳ kheo không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh, tức là nó hướng về cái tu tập giải thoát. Chúng tỳ kheo này như thế này các tỳ kheo, hội chúng như thế này các tỳ kheo là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay. Là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này các tỳ kheo, hội chúng như thế này các tỳ kheo là một hội chúng bố thí ít được kết quả nhiều, bố thí nhiều càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỳ kheo như thế này các tỳ kheo, hội chúng như thế này là một hội chúng khó thấy ở đời, tức là hội chúng mà chuyên về tu tập, đến hội chúng chân tu vậy. Chúng tỳ kheo như thế này các tỳ kheo, hội chúng như thế này các tỳ kheo là hội chúng xứng đáng đi nhiều với từng với một bao lương thực trên vai đến để kiếm. Bởi hồi xưa người ta không phải giống như chúng ta phương tiện giờ. Đó người ta đi đâu người ta dắt lương thực đi theo đi đến nơi. Hồi đó chùa thì cái gì nên nhớ là chùa không có nấu nướng, thành ra không có đãi cơm nước cho ai, có Phật tử nào hết trơn, thì ai muốn đến một cái ăn uống thì nó đi ăn bên ngoài, hoặc là lo tự túc nấu như thế nào đó. Thì ngày xưa chư tăng Đức Phật chỉ ôm bát để cất thịt thôi, chứ không có cất chứa hay không có nấu nướng ở trong chùa. Thì ngày nay chúng ta mà nấu nướng trong chùa là chúng ta cũng đã nghĩa là sa sút về cái pháp tu tập rồi. Chúng tỳ kheo này các tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo này là như vậy này các tỳ kheo. Đức Phật xác định hội chúng này tốt đẹp như vậy. Và Đức Phật còn nghĩa là giới thiệu thêm này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những bậc A La Hán, tức là bậc thánh vô học đó, các lậu hoặc đã đoạn trừ, mà là tất cả các phiền não đã đoạn trừ hết rồi. Phạm hạnh đã thành, tức là nói là giới định tuệ đã thành tựu. Các việc nên làm là đã làm, tức là bậc hữu học thì còn phải tu học, còn bậc cơ vô học đã tu học xong. thì gọi là các việc đã làm nên làm. Gánh nặng là đặt xuống, tức là cái mục đích, cái gánh nặng đây tức là gánh nặng phiền não hay gánh nặng ngủ uẩn này, các vị, nghĩa là khi mà đắc chứng được giải thoát là cũng giống như đã hạ được cái gánh nặng xuống, mục đích đã thành đạt, đó là lý tưởng đã thành đạt rồi. Hữu cái sự đã đoạn tận, tức là cái kiết sử nào đưa đến sanh tử đời sau, tại vì là diệt hết, không còn sanh tử luân hồi nữa, được giải thoát nhờ chánh tri. Các vị được nhờ chánh tri giải thoát, tức là cái tí giải thoát bậc A La Hán đó. Này các tỳ kheo, có những bậc tỳ kheo vậy, trong chúng tỳ kheo này, tức là bậc trong nó, trong nhóm này có những đây là những bậc A La Hán, rồi đó bậc giới thiệu thêm. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, đó là bậc Bất Lai đó, đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, với cống thủ, dục ái và sân, được quá sanh, tức là sau cái đó là quý vị, nghĩa là những vị này không còn trở lại lui cái thế này thì các vị sanh lên cõi trời gọi là quá sanh, sanh ra có đầy đủ tay chân mắt mũi hay có đầy đủ cái ngũ quan. Từ ở trên cái cõi Phạm Thiên đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại cái thế giới dục giới này nữa, cái trở lại đời này thế giới dục giới nữa. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, đó là cái bậc nghĩa là Bất Lai Anaham. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị kheo đã đoạn trừ 3 kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giống hữu, đã làm cho muội lượt tham sân si, tức là đã giảm nhẹ dục ái và sân, là bậc Nhất Lai Tư Đà Hàm. Sau khi sanh vào đời này một lần nữa sẽ đoạn trận khổ đau, tức là ở cái cõi người này, quý vị chỉ sanh lại cái cõi người hoặc là sanh lên chư thiên là quý vị đã giải thoát rồi, thành bậc A La Hán. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ 3 kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới thủ, là bậc Dự Lưu Tu Đà Quần, không còn đọa vào ác đạo, tức là không còn sa đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, la tu la, 4 đường khổ, chắc chắn sẽ được giác ngộ, chắc chắn sẽ được đắc quả A La Hán giải thoát. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, thì Đức Phật giới thiệu trong chúng tỳ kheo này, thứ nhất là bậc Thánh Vô Học, là bậc Thánh A La Hán, và 3 bậc Thánh Hữu Học, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, An Hàm, và phần còn lại đó là những vị phàm hữu học. Cái là chúng ta cũng có thể gọi là bậc hữu học được, bậc hữu học là chúng ta trên cái đường hướng để mà tu tập để chứng đắc quả vị, chúng ta gọi là hữu học, tức là còn phải học, còn phải tu. Học đây là cái gì? Học đây là tam vô, là học về giới, học về định, học về tuệ, tức là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ cho chúng ta thành đạt. Mà chúng ta chưa đắc chứng gì hết thì chúng ta được gọi là cái bậc phàm hữu học. Khi nào chúng ta đắc chứng giống như bậc nghĩa là Dự Lưu Tu Đà Quần, Nhất Lai Tư Đà Hàm, Bất Lai An Hàm, đó là chúng ta trở thành những bậc Thánh Hữu Học. Và khi nào chúng ta chứng đắc được quả vị A La Hán mới gọi trở thành cái bậc Thánh Vô Học, và chúng ta học đã xong, hai tu tập đã xong. Vì những vị phàm hữu học như thế nào? Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 4 niệm xứ. Đây là bước khởi đầu để mà đi từ phàm sang thánh. Hay là tu tập thiền tứ niệm xứ này cũng có thể chúng ta nói rằng sau khi xuất gia vào trong Phật giáo thì các vị đó cũng có thể được gọi là tỳ kheo. Nhưng mà tỳ kheo trong kinh này nhiều khi nó còn ám chỉ cái nghĩa sâu xa nữa. Tất cả người nào tu thiền, tu tập về giới, về định, về tuệ cũng được gọi là tỳ kheo. Đây là tỳ kheo theo kinh chứ không phải tỳ kheo theo luật. Tỳ kheo luật tức là chưa tăng, tỳ kheo theo kinh tức là cái người mà hướng đến cái tu tập giải thoát. Bởi cái nghĩa tỳ kheo chữ phích khú cái nghĩa trong luật là cái người đi sinh, nên do đó thì dịch là cái bậc khất sĩ hay là khất thực. Người đi khất thực đó là do đó cái tỳ kheo có nghĩa là người đi khất thực hay người đi sinh. Nhưng mà còn trong kinh này, chữ này nó không phải từ cái căn khất thực đó mà nó từ trong căn sợ hãi. Người nào sợ hãi sanh tử luân hồi, muốn cầu đạo giải thoát, muốn tu tập giải thoát, người đó được gọi là tỳ kheo. Đó là cách định nghĩa theo kinh. Thì Đức Phật ra đây là trong đây là thuộc về kinh Tạng. Thì Đức Phật nói này các tỳ kheo, tức là những người nào mà tu tập theo ngài mong muốn giải thoát. Trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm chú tâm tu tập 4 niệm xứ. Như trong kinh tứ niệm xứ, Đức Phật nói người nào tu tập về tứ niệm xứ này 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhanh thì 7 ngày, hay chậm thì 7 tháng trở lên, còn chậm lắm là 7 năm. Nội trong 7 năm thì người đó có thể chứng đắc được bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Và trong cái sự mà tu tập, quý vị nên nhớ tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, hay tu tập về tứ niệm xứ này, thì chúng ta nên nhớ là tu tập là nó có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta phải nghĩa là gọi là tu tập về cái pháp học, tức là chúng ta phải hiểu biết, hiểu thông, rồi bắt đầu chúng ta áp dụng, chúng ta tu tập về cái pháp hành. Rồi sau đó chúng ta đạt đến pháp thành. Thì Đức Phật đây giảng dạy đây là cái pháp thành. Đây là cái pháp hành. Tức là chúng ta hành đầu tiên là hành tứ niệm xứ. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Đó là thứ nhất là những vị mà bậc sơ khơ bắt đầu khởi đầu cho tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bắt đầu tu chỉ trước rồi quán sau. Có thể tu tứ niệm xứ là chỉ trước quán sau. Và sau đó mới đi đến cái chỉ quán xong tu đó. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 4 giới trần. Và quý vị nên nhớ tu tứ niệm xứ á, giai đoạn đầu á, giống như có lớp 1 thì gọi tứ niệm xứ, lớp thứ hai gọi là tứ chánh cần. Với tứ niệm xứ mà khi mà chúng ta tu tập đó, có thể nói theo thông thường chúng ta dễ hiểu hơn, tức là khi tu tập chúng ta biết cái những phiền não tham sân si nào nó sinh lại chúng ta thì chúng ta đoạn trừ nó, còn những cái thiện pháp mà chúng ta chưa có thì chúng ta phát khởi lên, thì chúng ta phải nhờ từ bỏ ác tu tập thiện thì cái thiện pháp mới sanh được. Do đó có thể nói cái bước thứ hai của tứ niệm xứ là tứ chánh cần. Rồi bước thứ ba, các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong hội chúng này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập tứ như túc, tức là vượt qua nghĩa là tứ chánh cần, là bắt đầu tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn tứ như túc. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập về năm căn, qua tứ như túc là bắt đầu đến phần năm căn. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập về năm lực, tức là giai đoạn này giai đoạn thứ 5 của tứ niệm xứ, là bắt đầu từ cái năm căn mà có tính tấn niệm định tuệ rồi thì bắt đầu, hay là năm quyền đó, thì bắt đầu mới tới năm lực nó có sức mạnh hơn. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thất chắc trì, đây là giai đoạn thứ 6 của cái phần tu tập tứ niệm xứ. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thánh đạo tấm hành, hay là bát chánh đạo. Này các tỳ kheo như vậy là cái chúng tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Quý vị nên nhớ khi mà tu tập đến bát chánh đạo là người đó bắt đầu bước vào cái giai đoạn đắc đạo quả. Là tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo thì chúng ta nói theo pháp hành thì chúng ta tu tập tuần tự. Nói theo pháp học thì chúng ta giải thích là mấy cái pháp này nó là khác nhau, riêng rẽ nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà nói theo cái pháp hành tức là phải tu tập tuần tự là chúng ta thấy khác rồi. Còn nói theo pháp thành đó thì trong cái sát na mà nói đây là cái tu chú tâm tu tập bát chánh đạo, là cái tâm nếu tâm đạo mà khởi lên trong sát na đầu tiên của bậc gì dự lưu đạo á, hai bậc sơ đạo tu đầu quần đó, thì lúc giờ quý vị nên nhớ là 37 pháp này. Chúng ta tính từ tứ niệm xứ là 4, tứ chánh cần là 4, tứ như túc là 4 và 4 là 3 là 12. Rồi ngũ quyền, ngũ lực hay ngũ căn, ngũ lực là 10 nữa là 22. 22 là thất giác chi, với 7 nữa là 29. 29 là cộng với bát chánh đạo, 8 nữa là 37 pháp trường đạo. Thì lúc bây giờ 37 pháp này quý vị tu tập xong thì nó sẽ hiện hữu giống như là 37 cái bằng cấp hay 37 cái tín chỉ để quý vị đắc đầu quả về cái bậc thánh tu đầu quần. Rồi cũng giống như vậy đề xa tiếng nó từng tự lên. Người ta không hiểu được cái điều này nên do đó người ta tu qua ở cái tứ niệm xứ mà ta không bước lên những cái phần trên này. Một chút nữa thì quý vị sẽ coi nghĩa là Đức Phật kết luận. Đó là những vị chuyên tu tập đó. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập từ tâm. Này các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập bi tâm. Quý vị nên nhớ từ khác và bi khác nha. Từ là thương, thương theo nghĩa là giống như mình có người con, mình thương người con mà thấy được hạnh phúc an vui, thì do thấy con mà được hạnh phúc an vui thì tâm mình lúc nào mình cũng nghĩa là cũng cảm thấy thương và cảm thấy vui mừng đối với nó. Đó là cái con mình được an lạc vậy. Khi nào con mình gặp những gì đau khổ thì lòng mẹ xót xa cho mẹ xót xa, thì cái xót xa đó thì giống như là đó là cái thương xót cái người con vậy. Giống như cái tâm cái người mà có cái bi nhiều đó thì thấy chúng sanh đau khổ là người ta thấy thấy con người ta thấy tội nghiệp, thấy thương xót, đó là nói về cái tác dụng của bi. Nên do đó bên Tàu nó có cái câu nói là bi năng bạc khổ, tức là người có lòng bi thì muốn dẹp cái khổ của chúng sanh, thì nó đúng với cái trong cái từ ngữ mà định nghĩa chữ Bali, chữ gọi là karuna. Karuna là gì? Tức là cái gì á là nó muốn mua hết cái khổ của chúng sanh, thì cái đó được gọi là karuna mà chúng ta dịch là bi. Thì do đó chữ bi năng bạc khổ thì chúng ta cũng có thể hiểu theo cái lý đó cũng được. Từ khác bi khác, và theo tuần tự là tu tứ vô lượng tâm, là từ trước rồi bắt đầu xong cái từ rồi chúng ta mới tu tập đến cái bi, và xong bi rồi chúng ta phải tu tập đến hỷ, và xong hỷ chúng ta mới tu tập rồi tới xả. Do đó ngài Đức Phật nói các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập và hỷ tâm, tức là tùy hỷ đó, là thấy cái đến rồi giống như mình thấy con mình được thành đạt gì mình vui, mình quan hỷ với cái con mình vui theo cái con mình để chứ không phải ganh tị. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập xả tâm. Đó, từ bi xả, đó là 4 cái vô lượng tâm. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong cái tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập về bất tịnh quán. Bất tịnh quán là quán gì? Quán cái thân này có 32 tật được như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, nghe, gan, màng nhầy, bao tử, phổi, ruột non, ruột già, thực phẩm mới, thực phẩm cũ, vân vân. Đó là quán xét về những cái 32 tật được mà trong do chúng ta tu tập. Quý vị nên nhớ cái đề mục này cũng là đề mục đặc biệt của cái Phật giáo. Quý vị nên nhớ khi mà quý vị mà tu tập về thiền á, khi mà phát thiền mà khởi lên á, mà không có cái pháp này đó, thiền quý vị rất là dễ bị hoại. Bởi sao vậy? Bởi cái dục mà nam nữ đó, quý vị nên nhớ nó chưa phải là nó dễ dàng đoạn trừ. Có thể lúc nào đó thì nó có thể nó phát khởi lên mà quý vị tu tập này. Thứ nhất là quý vị phá về dục trước, dục nam nữ nó sẽ không có sinh khởi lên. Và cái thứ hai, tu tập cái này nữa là quý vị sẽ thấy được cái vô ngã trong, nghĩa là cái thân quý vị, nó là bước đầu để quý vị bước qua cái thiền quán, quý vị tu tập để hướng về giải thoát. Do đó nó tu tập cái bất tịnh là rất là có cái giá trị. Các bạn tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tượng. Đây là bước đầu tu tập về cái thiền quán. Thiền quán là quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã. Thì bất cứ cái sự tu tập gì quý vị cũng phải đặt cái vô thường là tưởng là trên hết, cái tưởng vô thường đó, hay là khổ não tưởng và vô ngã tưởng. Thì mình tu tập cái gì, đối tượng nó là cái gì để mình quán về vô thường và khổ não vô ngã. Tức là 6 cái đề mục tệ quán mà chúng ta đã học qua, đó là quẩn, xứ, giới, đế, quyền và duyên khởi. Quẩn tức là ngũ quẩn, xứ tức là 12 xứ, giới tức là 18 giới, và đế tức là tứ thánh đế, quyền tức là nhị thập nhị quyền, và duyên khởi tức là thập nhị duyên khởi, 12 nhân duyên mà chúng ta đã học qua. Đó là tu tập. Đức Phật nói chứ tu tập vô thường tưởng được rồi, khổ não tưởng và vô ngã tưởng là cái đó cái phần sau. Thì chúng ta đấy, đây là để chi, là để phá được cái vô ngã của nó. Các Phật tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức đại thức tức niệm. Đây là Đức Phật nghĩa là trở lại hay về một cái đề mục riêng lẻ về cái hơi thở vô và hơi thở đặc. Ở đây bên Bảo có người ta dạy tôi tu tập rất là hay. Tức là sau khi mà tu tập được một hơi thở này á, tắt được nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, người ta huấn luyện tiếp theo. Theo cái cách đó là tôi tu tập về 32 tới được. Như đã nói, sau 32 tới được rồi tôi mới chưa tu tập đến cái tứ đại đất nước lửa gió. Sau khi mà tu tập quán đất nước lửa gió rồi, bắt đầu trong vấn đề 32 tới được, quý vị nên nhớ là bắt đầu người ta luyện qua cái Kasina. Kasina nó gọi là đề mục biến xứ, hay là đề mục hoàn tịnh, gọi là biến xứ bởi vì cái này nó có ở khắp mặt mọi chỗ mọi nơi. Và gọi là hoàn tịnh bởi vì nó vòng tròn, nó làm bằng một cái vòng tròn. Hoàn là cái vòng tròn nó tịnh tức là trong sạch, nó làm vòng tròn trong sạch là gì? Tức là nơi đây là đề mục Kasina nó có 10 là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, vàng, trắng. Thì chúng ta phải làm sao cho đất nó thanh tịnh, nước nó thanh tịnh, lửa nó thanh tịnh và gió thanh tịnh. Đó là nói theo cái kiểu đó. Hoặc là màu xanh thanh tịnh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, 4 cái màu này nữa, 4 màu chính của cái thế gian là cộng là 8 màu. Xin lỗi, còn 8 cái đề mục Kasina. Rồi bắt đầu đề mục thứ 9 là lúc bây giờ quý vị mà cái ánh sáng trung tâm quý vị đó sẽ phát triển rơi điên theo cái chiều hướng là về đề mục ánh sáng. Đó là cái đề mục thứ 9 và cuối cùng là cái đề mục hư không. Quý vị thấy đất nước lửa gió đã bị chướng ngại, còn hư không này không chướng ngại, bởi vì khi tu tập đến đề mục hư không là đề mục cuối cùng, nó thuộc về cái sắc pháp. Và đề mục Kasina này thì tâm thiền quý vị rất là mạnh, thì từ đó cái hư không mà hữu sắc này á, người ta mới đi qua cái hư không vô sắc, tức là về cái trạng thái của tâm, ta mới đạt tới cái không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, là phần về cái tu tập về vô sắc. Rồi sau khi mà ta tu tập vô sắc rồi đó, ở đây thì có lẽ Ngài Bảo cũng dựa theo cái bài kinh này mà dạy đệ tử. Sau khi mà tu tập đó xong rồi 10 cái đề mục Kasina này rồi đó, thì bắt đầu bước qua được 4 tầng thiền vô sắc. Trải qua hết 10 đề mục này, phải nói người ta tu tập rất là hay, rất là lão luyện. Ngày nay mình tưởng là cái này là đó, Ngài mới cho tu tập về từ bi hỷ xã, mà trước mắt tu tập tâm từ. Tâm từ đó quý vị nên nhớ đó. Từ nơi đây là quý vị có người ta hiểu lầm, ta nói rằng tu tập tâm từ bi hỷ xã này, tu tập này đề mục thiền chí, đề mục thiền định, đề mục ngoại giáo ngoại đạo. Nói câu đó là nói nó đụng chạm, nó xúc phạm, nghĩa là về cái Phật giáo. Nói gì nó sai. Bởi sao ngoại giáo nó cũng có sơ thiền, với thiền tâm, thiền tứ thiền. Vậy chẳng lẽ sơ thiền, tâm thiền, tứ thiền chúng ta là thiền ngoại giáo ngoại đạo sao? Đó là người ta hiểu lầm, hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau gì? Bởi vì nghĩa là bên thiền ngoại giáo đó, cái cứu cánh của họ là chỉ tới định thôi. Quý vị có thể lấy tâm lo vô là học mà quý vị nghe so sánh là họ tu tập về giới, họ có, định nó có mà tội không có. Thành ra mức cuối cùng của họ là định. Còn giới, còn với Phật giáo chúng ta tu tập tâm vô là học là có giới, có định, có tuệ. Định nó chỉ là cái bước giữa của cái tuệ mà thôi. Mà hơn nữa định ở đây quý vị nên nói là thánh định đó, chứ không phải là thường. Cũng như giới đây là thánh giới chứ không phải giới của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo người ta cũng có cái giới vậy, 5 giới 8 giới người ta cũng có vậy. Chẳng lẽ cái giới Phật giáo 5 giới 8 giới là giới ngoại giáo ngoại đạo sao? Điều đó là sai lầm. Bởi vì giới chúng ta là thánh giới, định chúng ta là định, thì do đó tuệ chúng ta là thánh tuệ. Mà chúng ta tuệ đó là phần riêng biệt của Phật giáo, và chính nhờ có thánh tuệ này cái giới đó mới được gọi là thánh giới, và định đó mới được gọi là thánh định. Do đó mà một cái chỗ khác khi mà giải thích vấn đề này, người ta nói theo cái xuyên suốt giới định tuệ nó có quan hệ nhau, nó tương quan với nhau. Tu tập về giới đắc tam minh, tu tập về định đắc lục thông, tu tập về tuệ đắc tứ vô ngại giải, tứ phân tích. Tức là tu tập về giới và định tuệ đều đắc quả là hẳn. Vậy thì tu tập về giới như thế nào đắc quả A-la-hán? Nếu mà tu tập thế giới ngoài đạo thì không thể đắc cái A-la-hán được. Mà không đắc A-la-hán, mà A-la-hán này nó là A-la-hán tam minh đâu anh. Đó là lộ tận minh, nghĩa túc mạng minh và sanh tử minh. Đó là ba cái phần mà tu tập về giới. Còn tu tập về định thì không phải là chỉ đắc thiền định giống như ngoại giáo ngoại đạo đâu. Mà tu tập về định là đắc tới lục thông rồi. Tức là ngũ thông cũng giống như là ngoại giáo ngoại đạo, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông. Mà có thêm lậu tận thông rồi. Mà tu tập về tuệ đắc tứ vô ngại giải thì phần của Phật giáo riêng thì khỏi nói là bậc A là hán vô ngại giải, thì đó là cái số 1 rồi. Chúng ta còn nói. Rồi, thì do đó mà tu tập về từ bi xã này nó không gọi là tứ vô lượng tâm, mà nó gọi là vô lượng tâm giải thoát. Hay tứ vô lượng tâm giải thoát, nó có thêm chữ giải thoát thôi. Ngoại giáo chỉ tu nghĩa là cái tứ vô lượng tâm này chỉ tới định thôi. Còn tứ vô lượng tâm này là tứ vô lượng tâm của tuệ. Nên Đức Phật mới gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát. Thành ra ta tu tập mà tứ vô lượng tâm này á, quý vị nên nhớ đó, nghĩa là căn bản á, thì người ta tu tập đa đạt đến cái bất lai A-na-hàm. Bởi vì diệt hoàn toàn cái sân hận, ta không còn cái sân hận nữa. Và đó là đó là căn bản đó. Còn nếu mà ta phát triển tới tột cùng thì đương nhiên người ta đắc lực ta được A-na-hàm rồi, ta phải đắc A-la-hán luôn. Do đó tứ vô lượng tâm này ta có thể đạt đến cái quả diệt A-la-hán để người ta giải thoát. Là bên cái cách mà tu tập bên Bảo có về cái đề mục tâm từ này đó, quý vị nên nhớ, nghĩa là không phải là chỉ có một cái định tâm từ, một cái đề mục tâm từ mà duy nhập một cái định là không đâu, mà nhập cái định tâm từ này á, nếu mà so sánh với các đề mục nào khác ở trong mà 40 đề mục trên định thì không có cái đề mục nào bằng cái này. Bởi sao vậy? Nó tu tập tới 528 cái định tâm từ, tức là nhập định 528 cái định nhập. Đất nước lửa gió thì chẳng hạn, nhiều nhập có một loại đất riêng, nước riêng, lửa riêng, gió riêng. Còn này nhập là 528 cái định tâm từ là quý vị thấy. Phải nói là xưa đây là nói chuyện theo xưa. Còn theo nay đó thì sư Chính sư gặp một vị sư mà đi từ Bờ Ốc tu tập về. Vị đó nói mà khi mà tu tập mà bước qua cái tứ thiền vô sắc rồi, vị đó người Việt Nam, qua cái tứ thiền vô sắc rồi đó, ngài Bảo mới cho tu tập về cái tứ vô lượng tâm này. Trước hết tu tập về tâm từ. Ông nói là sư biết liền, Việt Nam chưa biết cái cách tu này. Tu tâm từ chỉ biết mờ rồi, tâm từ rải tâm từ nguyện cho tất cả nên đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, cái đó là rải tâm từ mà tu được. Còn tu tâm từ nó là đề mục để đắc được thiền định, mà muốn được tu tập để rốt ráo thì người đó đó nghĩa là phải nó có căn bản về thiền, tối thiểu là cũng phải sơ thiền, với thiền tam thiền tứ thiền mới phát triển cái thiền này rất là dễ dàng. Mà ngài Bảo lại cho nghĩa là đi qua hết 8 tầng thiền, tức là 4 tầng thiền sắc giới, 4 tầng thiền vô sắc kia để cái định mình cho nhiều mà nhập nó nhập rất là mạnh. Bởi vì nó nhập rồi xuất thì nhập rồi xuất, mỗi lần nhập rồi xuất là một cái đề mục, chứ không phải là nhập xuất chỉ có một đề mục mà cái từ không. Bởi từ nghĩa là nếu mà nó từ đó là lấy theo từng cái khía cạnh của từ. Từ nó có 4 câu căn bản. Sắp bê sắp ta awara hon tối, sắp bê sắp ta abya bách cho hon tối, sắp bê sắp ta đi khao hon tối, sắp bê sắp ta su khi attanang bariharan tu. Thì nếu mà dịch theo ngài Tịnh Sự cho gì dễ hiểu thôi. Sắp bê sắp ta awara tu là tất cả lời hữu tình đừng có quan trái lẫn nhau, tức là awara tu là mong rằng tất cả chúng sanh này hãy là người không có quan trái lẫn nhau. Đó là một cái định câu đó. Sắp bê sắp ta abya bách cha tu là tất cả lời tình đừng có não hại nhau. Ở đây dịch theo cái cách sư cho nó dễ hiểu. Cái câu thứ 3 đó là sắp bê sắp ta ani khao đó là tất cả tình đừng có nạn khổ trong tâm. Đó là câu thứ 3. Cái câu thứ 4 sắp bê sắp ta suki atanang bariharan, tất cả lỡ tình hãy giữ mình cho được sự an vui. Hãy đem cái sự hay là có thể dịch theo chúng tôi là hãy đem an vui đến cho mình. 4 cái câu này là 4 cái định. Định đó tức là định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, là quen luyện cái thiền tâm tự đó, chỉ tới định tam thiền mà. Ta luyện cái định tâm tam thiền này cho nó xong 4 cái câu này mà mới chỉ sắp bê sắp tà. Một cái loài thôi, đây rải trong một loài. Loài thứ này là loài không chỉ định, ta gọi là cách rải không chỉ định là nói chung. Sắp bê là tất cả, sắp tà tất cả là hữu tình. Chứ sắp ta chúng ta tạm dịch là hữu tình, chúng ta dễ hiểu đi. À, đó là một loài mà nhân cho 4 câu chúng ta được 4 câu. Rồi loài thứ hai sắp bê ba na. Sắp bê ba na là tất cả loài hữu sinh mạng hay là tất cả loài có hơi thở. Câu thứ hai thì nhân cho 4 câu chúng ta thấy là 8 định, 8 cái định nhập rồi. Rồi sắp bê phu ta, tất cả là phu ta chúng ta vừa rồi giải là phu ta nếu mà chúng ta nói thông thường là hạng quỷ thần ha. Mà phu ta mà nếu nói chung cho chúng sanh thì phu ta tức là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Những loài đã sanh ra. Khi mà chúng ta đã sanh ra đúng rồi gọi là phu ta. Người đã sanh, đã có, đã thành. Là thú nó sanh ra, đã có, đã thành. Chư thiên sanh ra là đã có, đã thành. Nên do cái chữ phu ta này gồm bao gồm hết tất cả cái loài đã sanh, đã có, đã thành trong chúng sanh này. Thành ra cái chữ này có thể dịch chữ sanh linh á. Sẽ thấy cái chữ sanh linh thì có thể nó cần với cái chữ này. Chữ linh tức là chỉ cho cái loài hữu tình. Mà chữ sanh tức là sanh ra. Là tình sanh ra gọi là sanh linh. Cái câu này tôi nghĩ là xài cái câu này nó phổ thông. Rồi nhân cho 4 câu rồi chúng ta có 12 cái định nhập. Rồi cái câu thứ tư sắp bê bút cái la á quê ra hoan tú vậy là sắp bê bút cái la gì? Tất cả loài gọi người. Bút cái la gọi là người đó thì tàu âm là bổ đặt về la mà chúng ta gọi bút cái la thôi. Thì bút cái la có nghĩa nó là cái cá nhân, có nghĩa là cá thể. Đó, nếu dịch theo thông thường á thì dịch là cá nhân, cá thể. Mà dịch theo cái lý thâm sâu trong chữ bút cái la này tức là tất cả loài bút la là các loài còn phải đi địa ngục. Chúng ta còn phải đi địa ngục. Bởi sao? Chúng ta còn làm ác. Người nào còn làm ác, còn làm bất thiện thì người đó còn phải đi địa ngục. Trừ ra là bỏ được hết ác thì người đó mới không đi địa ngục thôi. Mà muốn bỏ hết ác phải đắc tu được quần mới bỏ hết ác. Chứ còn không có đắc cái gì mà bỏ được ác được. Vì nên nhớ phải đắc cái tu được quần, diệt trừ thân kiến quần nghi dâm thủ thì người đó mới diễn đoạn trừ 4 cái đường khổ nhất là cái địa ngục. Do đó chữ bút la là tất cả loài con đi địa ngục nếu mà chúng ta hiểu thật nghĩa đó. Còn không chúng ta hiểu tất cả loài con người tức là cá nhân, cá thể nào trong cái thế gian này. Đó là cái loài thứ tư. Nhân cho 4 này, 4 là 16 rồi. Loài thứ 5 sắp bê ách tác pha quát bariya banna, tức là lại tất cả các loài mà có được cái tự thể. Đó là thành tựu tự thể, tức là có một cái tự thể riêng. Giống như con người chúng ta có cái thân khác, con thú có thân khác, chư thiên có thân khác. Đây là 5 cái khía cạnh của chúng sanh này nói chung để mà nhìn hết toàn bộ tất cả khía cạnh nào mà cái trí chúng ta mà nhớ được, chúng ta thấy được, chúng ta biết được cái đó là chúng ta có thể đi đến giải thoát mình. Các bạn, đó là cách mà thiên biến vạn hóa của Đức Phật mà thuyết giảng ra, nghĩa là nhiều loại pháp môn để mà cho chúng sanh giác ngộ. 5 nhân 4 là được 20 rồi. Sau khi mà chúng ta tu tập 20 cái định đầu tiên này, nhập được 20 cái loại định của tâm từ này rồi, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi ha, xong rồi bắt đầu đi tới bước thứ hai. Bước thứ hai là tu tập là 28 cái định. Nãy là 20 rồi, bây giờ 28. 28 định là nãy là cái định đó, định không chỉ định. Còn định thứ hai này, cái định tâm từ này đó là phải tới, nghĩa là chỉ định cho cái loài đó là trong cái chúng sanh trong thế gian này. Sắp bê ít thi gia á quê ra một tú sắp bê thì ra là tất cả loài nữ hay tất cả là lúc ngày định sự ở tất cả là giống cái con người chúng ta thì gọi là nam nữ, chư thiên gọi là nam nữ, con thú thì chúng ta không gọi nam nữ mà chúng ta gọi được cái hay là trống mái. Thì chúng ta có thể tất cả loài nam tính, có thể dùng cái danh từ nghĩa là chung thì theo sư đề nghị là ít thì ra thì tất cả loài nữ tính. Cái câu thứ hai sắp bê bú risa tất cả loài nam tính thì có lẽ nó phổ rộng. Phổ thông hơn đó. Thì mỗi loài vậy nhân cho 4 câu là vào đó thì cái gì có là thứ hai. Loài thứ ba tất cả sắp bê ariya tất cả bậc thánh. Câu thứ tư sắp bê anariya tất cả lại bậc phi thánh. 4 loài. Loài thứ 5 sắp bê đê qua. Quý vị nên nhớ cái người mà tu thiền tới đây là tôi thấy chưa thiên rồi. Quý vị nên nhớ tu thiền mình vượt qua 8 cái tầng thiền sắc giới này là thấy thiên đàng, thấy địa ngục, thấy chư thiên rồi đó. Thành ra do đó mà nó sắp bê đê qua là người ta thấy là các vị chư thiên này. thì ra người ta rải tất hết bề đề qua tất cả, nghĩa là chư thiên đó. Cái câu kế đến nữa là sắp bê nó xa tất cả nhân loại, tức là ta thấy nhân loại không phải cái ở con người chúng ta đâu, có thể nghĩa là 4 châu khác như Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngưu, Quá Châu, Bắc Cư Châu, còn cái cõi trái đất chúng ta đang ở là Nam Thiện, Bộ Châu, còn 3 châu kia đó giờ khoa học cũng chưa biết ở đâu, nên do đó nó ở xa, nghĩa là có thể xa đến mức độ mà nghĩa là cái máy bay thường nó bay chưa tới mà thần thông ta bay tới liền, hai tâm nhãn người ta nhìn thấu tới, ta tới liền, do đó ngành rẽ từng người ta rẽ ta nhìn thấy tới cái chỗ đó. Bởi vì nên nhớ khi mà đi tới mà tu tập mà cái đề mục ánh sáng là quý vị có thể thấy toàn bộ cái thế gian giới này được rồi. Đó là cái câu thứ 6. Câu thứ 7 là sắp bê quý ni ba tất cả. Quý ni ba tất cả loài đạ sứ. Là đạ sứ này tức là nó chỉ cho cái loài Atula, quỷ, kể cả luôn là hiện thực cũng được nữa. Nhưng mà chủ yếu là những cái loài mà thấp hơn cái con người của chúng ta. Đó là 7 loài này nhân cho 4 là 280 cái định. Phải nhập hết 280 định này. Sau khi mà nhập hết nghĩa là 20 cái định tâm từ này cộng với 28 định tâm từ nhập lại là 48 cái định tâm từ. Ha, 48 định tâm từ này đó, sau cái gì mà đã được 48 định rồi bắt đầu tu tập từng hướng. Hướng đông, hướng nam, hướng nữa đông, đông nam, rồi hướng nam, rồi hướng tây nam, rồi hướng tây, hướng tây bắc, rồi hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới 10 hướng, 48 mình nhân 10 hướng là nhiều 480 cái định tâm tự. 480 cái định phải cộng với nghĩa là 20 tâm định tâm từ trước là 500 định tâm từ cộng với 28 cái định tâm từ kế nữa là 580 lần định của tâm tự. Mà mỗi định tâm từ không phải là nhập có một cái thiền sơ thiền đâu, nhập lên nhị thiền được, nhận là tam sơ thiền này, nhị thiền, tam thiền, ba cái thiền này là tu tập tâm từ, thậm chí lên tứ thiền luôn nếu mà tỏ theo cái nhiều pháp là lên tới tứ thiền. Thầy nhắc lại 480 cộng với cái gì thành 500? 20 cái định đầu tiên, 20 định tâm từ đầu tiên, đó là định không chỉ định loài. Tất cả là định đừng có quan trái với nhau, tất cả đó là tất cả là hữu sinh mà mạng, hay tất cả là có hơi thở, tất cả đó. Nhớ không? Nãy 5 loài. Cái đó mình có 20 cộng với 28 rồi xong mình nhân với 10 là thành. Không phải. 20 là chú nhập trước là 20 định. Nhập lần thứ 2 á là nghĩa là 28 định, lần thứ 3 là 480 định. Hiểu không? Rồi. Tự nhiên nó ra 528, đúng không? 480 làm sao thành 520. 480 này là cho 10 hướng. Nó mới của 10 hướng thôi, còn hai cái kia con kể sao không cộng lại đó. Hai lần trước không kể sao? Đúng được. Lần thứ 3 này đó là quý vị phải nhập cả hai thứ vô mà tu một hướng. Hiểu không? Nhập cộng lại là 48 cái định từ tâm. Đó. Rồi nhân cho 10 cái hướng là 480. 480. Rồi cộng hai cái là mình đã tu trước nữa. Rồi cộng 48 nữa. Từ lần đầu tiên là các cô phải tu 20 định tâm từ. Lần thứ 2 là tu tập 28 tâm từ. Lần thứ 3 là nhập hai cái định này để cô tu được 10 hướng nữa. Đúng không? Hiểu chưa? Là 480 cộng lại là 520. Ông nói rất là mạnh. 528. 2028 là 528. Đó là 48 cái đầu là mình chưa kể. 48 cái đầu mình không có kể. Mình thêm 480 cái này rồi mới cộng ngược lại. Đó vậy đó, nó ra nghĩa là 528 tương tự. Ông mới nói như thế này. Ông nói là nghĩa là phải nó lúc đó là mà nhập xong rồi, nghĩa là để mà luyện từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi bắt đầu xuất ra rồi nhập tới cái định thứ 2, định thứ 3, 4, 5 trong hai cái nó gặp nó là mệt nhất, nghĩa là ta phải lo ăn uống cho nó điều, sức khỏe dưỡng cho nó đủ, thiếu sức là ông không làm nổi. Đó mà ông làm qua hết trơn vấn đề đó. Chỉ có điều 40 cái đề mục thiền định là tối nay quý vị học cái 40 đề mục định sẽ giảng ra từng loại và từng cách tu, nghĩa là cho quý vị nghe. Rồi nghĩa là ông nói khi mà tu tập hết cái 40 cái đề mục định này đó là bắt đầu mới tu tập đến quán. Nhưng mà không biết là tu tập đến quán, ông có tu tập đến không mà chưa xương biết. Mà thường thường là tu tập xong phần định á, là cái cuối cùng của phần định là xem mình có định rồi bắt đầu luyện thần thông. Thì ông muốn nghĩa là học thần thông với ngài Bảo Ốc. Thì theo cách ngài Bảo Ốc, người nào không học thần thông này, thần thông này nó rất là nguy hại. Nó hại cho người tu nó nhiều hơn là nó có lợi ích cho người tu. Thành ra ngài nói bây giờ nếu mà ông muốn học vậy đó, ông phải luyện tới cái hành sát trí. Đó, đến ngày sáng, trí vô ngã mới luyện tới cái hành sát trí này mới phá được cái tham cái sân này, còn không mà dễ rất là mất tiêu hết. Nhưng mà ổng lúc đó không biết lý do nào mà nghĩa là ổng thấy không được rồi, ổng chạy về Việt Nam. Không biết sư là lão luyện về pháp học này. thì ông muốn học thần thông, ông hỏi thần thông, học nó được, sư muốn học thần thông thì tôi dựa kinh tôi giải cho sư cách thức tu, nhưng quan trọng là tu được không. Quan trọng là tôi sẽ tu được không, thì đề mục thần thông này để bữa để sau khi mà tôi giải về cái đề mục định này sẽ bắt đầu sẽ giải tới cái thần thông, cách thức tu từng loại thần thông. Đức Phật để ra trong kinh để đầy đủ hết, chúng ta khi mà có định là tu tập từng cái hôm nay chúng ta phải tu tập. Thì dây chỉ ông tu tập á, đây tôi nói tóm tắt đi, nói cho quý vị nghe, tu tập là cách xuôi, nhập thiền xuôi, quý vị nhập thiền, nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, xuất nhị tứ thiền, đây nó theo kinh thôi, nhập không vô biên thiền, xuất không vô thiền, nhập thức vô biên thiền, xuất thức vô thiền, nhập vô số thiền, xuất vô thiền, nhập phi phi tướng thiền, xuất phi tướng thiền, đó là nhập thiền xuôi. Rồi bây giờ mới nhập thiền ngược. Nha, từ nghĩa là cái tiền phi tưởng bây giờ nhập xuống đời xuống, mà không phải là nhập một đề mục đâu, trong 10 cái đề mục Kasina quý vị phải luyện qua luyện lại cái 10 cái đề đó thôi, do 10 để đi lên, 10 để đi xuống, thấy không? Rồi bắt đầu nghĩa là chờ phải là 10 đề đi luôn, mà 10 đề đi xuống đâu, còn cái đề bắt đầu nhập cái lần thứ 3 đó, tu lần thứ 3 đó là phải nhập thiền nhảy, nhập sơ thiền xuất sơ thiền, nhập tam thiền xuất tam thiền, nhập nghĩa là không vô thiền xuất không thiền, nhập nhảy cái kiểu đó. Và nhập thiền nhảy này tức là nhập thiền đổi luôn, nhập nghĩa là được một đất xuất được một đất, nhập được một nước xuất được một nước, nhập được một lửa xuất được một lửa, theo từng tự đi lên. Thì trong kinh này dạy về huấn luyện đó để cái tâm mình nó thuần thục, giống như mình luyện võ mà thuần thục đó là lúc đó mới được. Và luyện cái tâm mình nghĩa là nó lẹ, thật lẹ làng và mới luyện thành tâm được. Nhập thiền xuôi thành ngược, mà sư nghe nói ông luyện tới thành thứ 2 là ông rớt rồi, tức là đi tới cái thiền ngược là thấy ông chịu hết nổi rồi. Quý vị nên nhớ đó, khi mà hành cái này phải có thời gian, nghĩa là gọi là thời gian rảnh rỗi tuyệt đối bỏ hết tất cả mọi đời. Nhưng mà ông luyện được tới này đó thì các đệ tử mà thấy học thiền mà nghe ông thầy mà ông mà tu tập về ai cũng khoái, ông người này rước người kia, rước người này rước người này, cúng mà kia cúng riết là ông hết còn tu nữa. Mà cái định đó mà không tu là nó xuống liền, giống như luyện tập tạ vậy, tập tạ gì mà bỏ tập tạ là nó xuống liền. Đó thì tôi nghe nói sau này là ông tiêu cái này rồi, không biết còn tiêu cái kia không mình chưa biết, chỉ nghe phớt qua cái đó chứ nó rất là nguy hiểm. Mà tại sao vậy? Tại những vị này khi mà tu, ta nói là tăng đi chúng tăng tàn, mà không ở trong chúng mà đi riêng một mình rất là nguy hiểm, không ai cản mình được, bởi vì mình phải làm theo thói quen, thấy cũng đúng chứ đâu sai đâu. Phật tử thỉnh mình tới là tới tăng, thỉnh mình tới để dạy pháp, thỉnh mình tới gia thiền. Mà đi cái kiểu này là coi như là cái thiền đó mình phải bỏ qua một bên, làm sao có thời gian rảnh mà ngồi đó. Rồi đó chưa kể mà bắt đầu người ta làm phước hay người ta cúng dường mình ha, cái lợi lộc cái danh lợi bắt đầu nó tới rồi cái tâm mình nó dao động liền, chứ không phải không. Nên rất là cái này rất là có nguy hiểm, thành ra sẽ rất tiếc. Đó là chỗ mà họ liên tục tới mức độ này sẽ thấy cũng là hay, cũng khác. Còn mấy cái người Việt Nam mà chúng ta mà sau khi mà đến thiền viện mà tổ chức khóa thiền á, thì người ta chỉ tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến không vô biên thiền thôi. Ở Việt Nam mà tổ chức khóa thiền chỉ thành công tới mức độ đó của người Việt Nam. Khi mà lần đầu tiên mà được nghe báo cáo có một người nữa là thiền sinh mà đắc được sơ thiền, siêu rất là quan hệ. Trong kinh mình coi là vi tỳ khu ly dục, ly bất thiền pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một đạo Tây là cho ly dục sanh có tầm có tứ. Thì phải nói sau khi mà học pháp sau này đó thì tôi nghĩ là bây giờ không còn ai đắc được. Trong cái thời gian trước tôi nghĩ là vậy, nhưng mà sau này khi qua bờ ốc và nói là họ luyện được những tầng đó là chưa có cái niềm tin là biết họ luyện được hết. Vậy chị nó không nói gì mà rước họ về Việt Nam để mà dạy huấn luyện cho cái người Việt Nam. Thì lần đầu tiên trong số thiền sinh tổ chức tại thiền viện mà đắc được sơ thiền, rất là mừng cho nó. Như vậy người Việt Nam mình đắc thiền định được thì đắc cái tề quán được, mà đắc tề quán được sẽ thành bậc thánh nhân được. Thì sẽ đầu tư cho cái này tổ chức hoài để cho cái duyên họ, người là có duyên được thì biết đâu trong số, nghĩa là Việt Nam bây giờ giống như mà 70 triệu người, 80 triệu người, những người mà đi theo dòng ốc này mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Đó, thì những người này sau khi học ở thiền viện sẽ xong rồi á, thì người ta không ở đây bởi vì đây là cái hàng đệ tử dạy, thì tới mức độ này là bậc thầy siêu rồi. Người ta đi qua bên Bà Ốc, những bậc mà gọi là thiền sư, mà gọi là bậc thầy luôn, bậc tài danh hơn nữa, huấn luyện cho họ. Thì có những người ở Việt Nam đó, một là người ta tới cái không vô biên xứ là người ta tiếp tục thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi phiền xứ, là hết 40 đề mục thiền định là người ta lão luyện hết. Bước qua thiền quán rồi luyện tới tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai của thiền quán, cái trí của thiền quán tới tầng thứ hai là khựng lại. Tại sao vậy? Khi đó là đòi hỏi trí tuệ rất là nhiều ở thâm sâu mà ông thầy giảng không hiểu được, làm sao mà tu? Giống như bây giờ mình lên đại học rồi ông thầy giảng đại học rồi mình còn bò lên năm thứ nhất tới năm thứ hai học không nổi thì phải chịu rớt rồi đó. Thì hỏi sao đây ông thầy giảng không hiểu được? Thì ông thầy hỏi lúc đó cô tu nữ, hỏi cổ hỏi bây giờ sao thầy sao nói bây giờ muốn mà thầy hiểu về cô phải về học lại. Nghe nói xứ cô có cái môn diệu pháp này, có một bậc thầy rất là tài giỏi, chịu khó về học lại. nói thưa thầy, nghĩa là con thiện thiền sư con về con học thì chắc cũng lâu lắm, mấy năm thì chứ không ít. Ông nói giờ mấy năm con được, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm cũng được, thậm chí nhiều hơn nữa cũng được, con phải học xong này mới vào công việc. Thế không đủ trí, ông thầy giảng cũng không hiểu được, làm sao mà tu đây? Ông vậy nên nhớ tên cái trí thứ nhất là xác định danh sắc, là chúng ta bắt đầu tu tập, chúng ta quán về cái thân chúng ta là cái sắc. À, rồi quán với cái tâm chúng ta, cái tâm nào sanh ra đây thì giống như ngày hôm qua chúng ta học cái tâm quả nó sanh ra. Người ta biết cái tâm quả, cái tâm đại, tâm nghĩa là tam nhân ngôi này nè, nó từ cái đời nào mà nó sanh lại cái đời này. Chứ bây giờ biết là xác định nhân duyên cái danh sắc này. Rồi cái sắc mình từ đâu nó có sắc này, sắc đẹp, sắc xấu, sắc nam, sắc nữ, nó có thể thấy được cái đời quả khứ được. Nên thầy mà dạy cho cái thiền sinh á, dạy thiền sinh giống như bây giờ nhớ đời quá khứ coi, trong đời đó làm gì, vân vân, hay đời này hiện tại giờ cái tâm này từ đời nào nó có, nó có thể người ta nhìn thấy được, sắc mình từ đầu có kêu là tự nó thấy được, mà đời tưởng thấy thì về liễn lại, ông thầy cũng nói về liễn lại cái chỗ đó chưa sáng tỏ, chưa sáng tỏ, liễn lại, thì quý vị nói chưa sáng tỏ ta thấy được cái dòng tâm mình, thấy được quá khứ mình luôn, giống như ta đi vào trong cái dòng tâm thức của mình để ta biết trong thời quá khứ mình còn cái gì, về kêu ngồi thiền lại. Cho ngồi lại để mà kiểm tra chính xác. Bởi vì giống như mà nói trong đời đó ha, giống như giờ đời trước đi, mà mình sống được nghĩa là 70 tuổi. Rồi trong thời gian từ 60 tuổi 70 tuổi mình làm gì? Phải nhớ kỹ lưỡng, báo cáo thầy, thiếu thầy kêu làm lại. Rồi từ nghĩa là 60 tuổi đến 50 tuổi làm gì? 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi tới 10 tuổi. 10 tuổi là từ 10 tuổi đến mà lúc mà cái sát na đầu tiên vào trong bụng mẹ, sát na cái đục chúng ta coi chúng ta rồi. Ha. Rồi cái sát na đó đầu tiên đó là vào thời điểm nào? Rồi trước cái sát na tiếp tục về sát na tử là cái tử từ cái kiếp nào ra cái kiếp này. Người ta thấy được và nó công nhận bảo của điểm siêu cái chỗ đó. Đã thấy được sáng tỏ ở đây mới đoạn nghi thanh tịnh. Trong một cái thanh tịnh là nghĩa là phần về tuệ quán nó sẽ giải thêm vấn đề đó. Thì phải nói sự nói rất là bái phục người đó. Có cái bà nghĩa là sư cô bác sĩ, bà thấy là thay người này có ánh sáng, người kia có ánh sáng, người này có ấn chứng, người kia có ấn chứng, người này đắc thiền, người kia đắc thiền, bà không có được gì hết. Và bà nói bà vô bà tu hành là mục đích bà tu để giải thoát, chứ không phải đi làm trụ trì hay ở chùa gì hết đó. Mà bà thấy ham quá mà sao tu hoài không được, mà thấy người ta người này xong cái là ta đi bảo, xong cái ta đi bảo, giống như sẽ tổ chức thường thường là 3 tháng, dứt 3 tháng rồi sẽ phải xin lại, nghĩa là có thể nói 3 tháng sau mới có cái khóa được đó. Thì trong thời gian 3 tháng là xong ta qua bên kia đó. Thì bà thấy vậy rồi thôi, bây giờ đã thấy được cái pháp để tu hành giải thoát, mấy người này tu thành đạt được rồi dẹp hết, bỏ hết đó, đi qua bên bển Việt. Thì sau này sẽ đi qua bển á, sẽ mà hỏi bà tu tới đâu rồi, người ta báo cáo bà đi tới phi tưởng phi vị tưởng xứ rồi. Cho à. Thế thì quan hỷ già chắc cũng cỡ, nghĩa là già hơn cô à, chắc cũng cỡ cái cô Bảo Khanh này có à. Đó. Còn có một bà nữa, bà cư sĩ thôi, mà bà nghĩa là mổ 3 lần cái bà không có đi tiểu được, phải để cái bịch bên này đi tiểu, mà bà ngồi bà bắt tước thiền. Thấy mà nghe thấy rất là quan hệ, rất là thỏa thích một cái sự tu tập bên bển là bậc thiền đó, huấn luyện đó là số 1 thôi chứ không phải. Thầy bảo là ở đâu? Ở bên Miến Điện. Từ ở thủ đô á đi xuống đó là khoảng mấy trăm cây số. Phải ngồi xe suốt đêm, xe đò suốt đêm. Thôi bây giờ quý vị nghe là thôi vậy thì giờ về coi để đọc tiếp cái đoạn này nữa để kết thúc cái bài giảng chiều nay. Nhập tức sức với niệm, tức là niệm về nhập tức là hơi thở vô, sức tức là hơi thở ra, niệm về hơi thở vô ra này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn trong tương lai. Tức là được đầy đủ, giống như mà học cho hết môn học đó. Nhập tức sức niệm được tu tập làm cho sung mãn khiến cho 4 niệm xứ viên mãn. Tức là cái niệm là niệm hơi thở đầy đủ thì đương nhiên tứ niệm xứ nó đầy đủ. Mà tứ niệm xứ này tu tập đầy đủ sẽ làm cho sung mãn khiến cho 7 giác chi được viên mãn. Đức Phật nói từng rằng, hồi nãy mình xưa nói là từ tu tứ niệm xứ đến gần tứ như túc ngũ quyền ngũ lực thế giác chi. Đây hơi thở là tự nhiên đó thì nó đi tới cái đoạn này là 7 giác chi được viên mãn. Rồi 7 giác chi được tu tập làm cho sung mãn khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Tức là đây ta tức là muốn nói là 7 giác chi mà nếu mà người nào vượt qua thì đi tới cái bát chánh đạo. Đi tới bát chánh đạo thì bát chánh đạo đó là đắc đạo quả. Thì đầy đủ cái bát chánh đạo thì được về phần minh và phần giải thoát, tức là về minh chúng ta có thể đắc tam minh, về phần giải thoát chúng ta được cái quả giải thoát thì được viên mãn. Thì đã đắc về tam minh là gì? Thứ nhất là đắc được túc bằng minh, nhớ được tiền kiếp của mình, đắc được sanh tự minh là biết được tiền kiếp của chúng sanh, và đắc được lộ tự minh là biết được nghĩa là tham si mình đã đoạn tận hết, nghĩa là tham si thì mình biết được mình đã hết lậu hoặc rồi, thì đó là đắc được lộ tự minh. Thì thôi tới đây là giờ. Rồi chúng ta kết thúc cái đoạn này đi. Còn phần này là của hơi thở thì quý vị cũng đã nghe rồi hay đã biết rồi, và cũng nếu cần thì chúng tôi sẽ giảng thêm cái phần này cho quý vị nghe để có được cái vốn về hiểu biết về cái quy luật về hơi thở rồi quý vị áp dụng. Chúng ta hồi hướng, chúng ta nghĩ. Sáng như vậy chúng ta này đó là chưa có hướng về chúng ta nữa. Dimina buồn, dimina buồn, kammena, kammena, buddhomi, buddhomi, anagate, anagate, yatha yatha, yatha yatha, vejato, vejato, madalitdo, madalitdo, avamihang. Do nhờ phước nghiệp này, thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, vì đam mê buôn nhân, niết ba năng, bát cha vô hô tú, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, ấp bách tăng gia, quá ít chí tăng, sang saranto, phá hoa phá quê, tí hê tú kê ná, phúc cách thá, Santhiya, Ba Ti Santhiko, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ ba, Chiều nay đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Thầy. Cảm ơn sư.